Xin chào đây, xin kính chào toàn thể quý vị các bạn của anh chị em yêu audio karaoke trên toàn quốc. Hôm nay với video mới của ngày hôm nay em giới thiệu với toàn thể quý vị các bạn của anh chị em trên toàn quốc một trong những chiếc âm ly của hãng Yanggu đầu tiên được ra đời. Đó là một chiếc âm ly của hãng Yanggu với model là PA203 chơi. Quý vị các bạn thân mến, nói về cái dòng âm ly Yanggu thì quý vị các bạn cũng đã biết đến rất nhiều rồi, với rất nhiều model, các kiểu dáng, các mẫu mã và thiết kế khác nhau. Thì nhìn chung cái chiếc PA203 này được sản xuất đầu tiên với thiết kế kiểu dáng rất đẹp. Đây là một chiếc âm ly đang có mặt tại nhà em, rất đẹp. Toàn bộ máy từ trong ra ngoài là nguyên bản từ A đến Z, với thiết kế là toàn bộ mặt đằng trước cũng như các chiếc âm ly khác của dòng 203. Toàn bộ phần echo music và master rất dễ chỉnh. Máy được thiết kế là chạy nguồn biến áp rất to, và điều đặc biệt là ở dòng âm ly này là được hãng thiết kế là chạy 4 sò Zika, sò nhôm. Tất cả cái dòng âm ly này là quý vị các bạn lưu ý là phối ghép với cả các cái dòng loa của Mỹ rất là hay, đặc biệt là JBL. Và ở model ngày hôm nay em test cùng với một cặp loa JBL 4 số, đó là SR4722X, với cấu hình là một bát 30 và một tép kèn. Tuy là máy chạy chỉ có 4 sò Zika thôi, nhưng mà anh chị em yên tâm rằng là cái chất âm của nó tuyệt vời luôn. Và điều đặc biệt là ngoài cái chất âm nó rất chi hay, rất dễ chỉnh ra rồi, và độ bền rất cao rồi. Và cái chiếc âm ly này là có một cái giá thành là cực kỳ hợp lý, tất cả anh chị em có thể là sở hữu về để chơi được. Với cái giá chỉ tầm trên 3 triệu một chút thôi, anh chị em liên hệ trực tiếp với em là để sở hữu chiếc âm ly này. Dòng âm ly này thì cũng ít thi thoảng mới có về, anh chị em có nhu cầu liên hệ trực tiếp với em. Em Trinh Trang Audio HD, địa chỉ quốc lộ 38, Cẩm Hưng, Cẩm Giàng, Hải Dương. Điện thoại 0967697999 và 0976757899. Em nhận ship hàng toàn quốc theo yêu cầu. Anh chị em lưu ý, ngoài model này ra em còn rất nhiều các model sản phẩm khác của âm ly nghe nhạc hát karaoke của hãng Yanggu, với đầy đủ các model. Và anh chị em có nhu cầu làm số lượng, về lấy số lượng về bán thì cũng liên hệ trực tiếp với em để biết thêm thông tin về các sản phẩm và giá cả được ưu đãi tốt nhất. Và bây giờ em sẽ test một đoạn nhạc, giới thiệu anh em về cái phần chất âm của nhạc và karaoke của chiếc mi này. Xin mời toàn thể quý vị các bạn của anh chị em cùng lắng nghe. Em thử một đoạn nhà karaoke với một chiếc mic nổi tiếng của hàng Shure với model 565SD, hàng bãi xịn của Mỹ, được sản xuất tại Mexico. Em thử trước mặt loa máy luôn. 2, 6, 7, 8, 9, 10. Trên dung đá tôi tìm từ quên, ngồi bên nhau gọi tên để rơi xa. Em đã đến và đã đến như cánh chim bay qua bầu trời. Ôi hình một vài giờ tôi vẫn nói nên chờ người, khi tại bằng có một người yêu em. Chỉ lặng trái sợ gió sóng tan tơ máu, nên tôi nguyện người ôm cuộc đời. Hãy subscribe
trong bao đều nhìn nhau đâu. Tôi không có mất đi niềm đơn đau. Huy đứng đó như hình một phó chưa ai tươi ai và tim ai đơn nghe lưỡng tiếng gào thét giữa một sóng khói nghe trái tim rung lên bồi hồi mong gì gặp lại lần thứ quý vị các bạn thân mến, vừa rồi thì toàn thể quý vị các bạn cũng đã được xem qua cái chất âm của chiếc âm ni của hãng Yanggu với model PA203 trơn, một trong những model âm ni được sản xuất đầu tiên tại đất nước Hàn Quốc với một thiết kế tổng thể máy rất chi đẹp và có một chất âm cực kỳ hay, dễ chỉnh và có một cái độ bền cực kỳ cao. Với chiếc âm ni này là công suất 380W, em phối ghép đánh một cặp loa JBL với model SR472X, dòng loa đỉnh cao của hãng JBL trong thuộc top 1 trong cái dòng loa 4 số. Và cặp loa này có công suất là 300W, em phối ghép đánh cùng với cặp JB này. Và ngoài cái cặp JB này, anh chị em phối ghép có thể đánh với rất nhiều các dòng loa JB khác với cái chất âm rất chi là tốt. Và anh chị em có nhu cầu sử dụng cái chất âm đi này thì liên hệ trực tiếp với em Trinh Trang Audio HD, địa chỉ Quốc lộ 38, Cẩm Hưng, Cẩm Giàng, Hải Dương. Điện thoại 0967697999 và 0977577899, em nhận ship hàng toàn quốc theo yêu cầu. Và cuối cùng xin chào, hẹn gặp lại toàn thể quý vị các bạn và anh chị em trên toàn quốc vào các video gần đây nhất của Trinh Trang Audio HD giới thiệu về các sản phẩm về âm ni nghe nhạc và loa nghe nhạc, các thiết bị âm thanh nghe nhạc hát karaoke hàng bãi cao cấp.